Minh Đường Tử Vi hoan hỉ chào đón các bạn. Chúc các bạn bình an, vui vẻ, gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi 12 con giáp ngày 25 tháng 3 năm 2021 chi tiết chính xác nhất. Tử vi tuổi Tý. Người tuổi Tý có được cục diện tam hợp nâng đỡ nên vận trình tình cảm đang rất thăng hoa. Bạn hiểu bất cứ mối quan hệ nào cũng có lúc thăng lúc trầm, những sóng gió đã qua càng khiến hai bạn nhận ra người ấy quan trọng với mình đến nhường nào. Lại thêm sự xuất hiện của chính tài, hôm nay còn là ngày sung túc về tiền bạc với những chú chuột. Có thể khoản đầu tư mà bạn mong ngóng suốt bao lâu nay đã đến kỳ thu hoạch, hoặc cũng có thể bạn sẽ nhận được một khoản thưởng cho công sức lao động của mình. Nếu có ý định làm giàu, bạn đừng ngại đặt cho mình những mục tiêu có tính thử thách cao hơn mọi khi một chút, tham vọng sẽ dẫn bạn tới thành công. Là người nhanh nhẹn và giỏi nắm bắt thời cục, các kế hoạch của bạn chắc chắn sẽ suôn sẻ theo đúng lộ trình. Tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh kim. Nên yên phận, không nên mưu sự, tính toán sẽ không thành. Tài lộc có bao nhiêu hưởng bấy nhiêu, không nên tính toán gì thêm. Tránh sự tranh cãi đôi co vỗi, có nhiều tin tức khác nhau về việc mong cầu. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh thủy. Nên tìm gặp quý nhân để xin lời khuyên. Có tin xa hoặc có người ra đi, hoặc đã đến lúc công việc của người đó phải tiến hành có liên quan đến mình. Mọi việc không nên hấp tấp vội vàng vì sự việc sẽ gặp nhiều áp lực, chạm phải những vấn đề khó khăn, hoặc dễ gặp rủi ro. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh hỏa. Hãy mạnh dạn đi xa để giải quyết công việc, không nên tránh né. Mọi việc nên dùng tình cảm sẽ có sự thuận lợi. Không nên để ý đến những sự kích bác hoặc những chuyện phiền lòng. Có tin xa, hoặc có cuộc đi, di chuyển. Có sự gặp gỡ bè bạn, thân nhân, hội họp, đình đám. Có tài lộc hoặc có chuyện vui. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh thổ. Mọi việc không nên xem thường hoặc tự tin quá đáng vì sẽ có sự việc xảy ra ngoài ý muốn, trái ngược. Đề phòng sức khỏe không tốt. Không nên hấp tấp trong chuyện tình cảm, hoặc lời hẹn ước trong công việc. Có tài lộc nhưng dễ hao tán về giao dịch tiền đáo hạn. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh mộc. Có sự gặp gỡ bè bạn, thân nhân, hội họp, đám tiệc. Có tài lộc hoặc có chuyện vui. Nếu là công việc thì không nên hấp tấp vội vàng vì sự việc xảy ra dễ có sự đảo lộn ngoài dự tính, chạm phải những vấn đề khó khăn hoặc dễ gặp những vấn đề rủi ro, chập chạp, hoặc bị chơi xấu, tranh cãi. Có tin xa, hoặc có cuộc đi, di chuyển. Con số may mắn, 37. Giờ tốt, từ 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc cát tường, xanh lục, trắng. Quý nhân phù trợ, giàu thân, tỷ. Tử vi tuổi Sửu. Xem tử vi hàng ngày, người tuổi Sửu đang có điểm báo gặp hóa phá tài nếu không có sự thận trọng trong các quyết định liên quan đến tiền bạc. Tiếp tài báo hiệu chỉ một giây thiếu tỉnh táo, bạn cũng có thể đánh mất khoản tài chính lớn mà mình đã tích góp bấy lâu. Hãy suy nghĩ kỹ và đưa ra những quyết định lý trí hơn. Đừng vì lòng tham nhất thời mà thực hiện những hành động liều lĩnh. Đặc biệt những ai làm trong lĩnh vực kinh doanh không nên bất chấp tất cả vì ham cái lợi trước mắt. Hôm nay là ngày thổ dưỡng cho kim, thời điểm rất thuận lợi cho những người còn đơn chiếc nhanh chóng tìm được hạnh phúc của đời mình. Đừng quá quan tâm đến quá khứ và những nỗi đau mà bạn từng trải qua, hãy hướng đến tương lai tươi sáng hơn với những điều ngọt ngào mà tình yêu mang tới. Tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh kim. Không nên trông chờ vào quý nhân hoặc những người đã giúp đỡ mình từ xưa. Có chuyện phiền lòng hoặc họ không có khả năng, công việc có thể giải quyết vào một ngày khác, sự mong cầu về tiền bạc cũng vậy. Tình cảm tốt. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh thủy. Mọi việc nên có sự chậm rãi. Dù công việc có nằm trong tầm tay cũng dễ có sự thay đổi, đứng chừng, chắc chờ do có tin tức mới hoặc có khách đến. Sự mong cầu về tiền bạc thường chậm chạp, chắc chờ, nếu có cũng hao vì nhiều chi phí. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh hỏa. Nếu có sự giúp đỡ của quý nhân hoặc có được cơ hội thì nên tiến hành nhanh chóng. Nên đi xa, di chuyển. Ngày có sự thuận lợi cho việc tu bổ, sửa chữa hoặc thay đổi công việc, hao tốn về giao thiệp nhưng cũng không nên kéo dài. Không nên để người khác xen vào chuyện của mình, hãy tự mình giải quyết. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh thổ. Không nên để mình bị lôi cuốn vào những sự việc đang xảy ra gặp trắc trở, khó khăn, cần phải có sự khéo léo mới có kết quả. Nên dùng tình cảm để giải quyết thì hay. Mọi việc chưa đến lúc kết thúc, đề phòng có những người khác nhúng tay vào chuyện của mình, dễ bị tránh oán, áp lực, hiểu lầm. Tài lộc dễ hao. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh mộc. Nếu có sự giúp đỡ của quý nhân hoặc có được cơ hội thì nên tiến hành nhanh chóng. Nên đi xa, di chuyển.
ngày có sự thuận lợi cho việc tu bổ, sửa chữa hoặc thay đổi công việc, hao tốn về giao thiệp, nhưng cũng không nên kéo dài. Không nên để người khác xen vào chuyện của mình, hãy tự mình giải quyết. Có tin buồn, sức khỏe không tốt. Con số may mắn, 18. Giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ. Màu sắc cát tường, vàng, nâu. Quý nhân phù trợ Tuất, Mão, Hợi. Tử vi tuổi Dần. Dần thân tương xung là tác nhân khiến các mối quan hệ xã giao của người tuổi Dần có dấu hiệu rạn nứt sau những mâu thuẫn, bất đồng ý kiến. Lúc này, bạn nên học cách kiềm chế, hạ thấp cái tôi, đừng đẩy sự việc đi quá xa khiến bạn hay những người liên quan cảm thấy hối hận. Chẳng những vậy, công việc của bạn cũng gặp chút trục trặc khi thiên quan giáng họa gây ra nhiều thị phi ảnh hưởng đến danh tiếng cá nhân và cả nhiệm vụ mà con giáp này đang đảm nhận. Bản mệnh cần nhanh chóng giải quyết vấn đề này để giảm bớt thiệt hại cho mình. Kim khắc mộc, đường tình duyên thứ 6 này của tuổi Dần lại không được suôn sẻ cho lắm. Người độc thân cần nhiều dũng khí hơn để tiến tới, bày tỏ tình cảm với người mình thương. Hãy cứ tự tin vào chính bản thân, bởi khi bạn tự tin cũng là lúc bạn tỏa sáng nhất. Tử vi tuổi Giáp Dần thuộc mệnh thủy. Ngày xung của bổn mạng, mưu sự còn gặp nhiều trắc trở, không nên làm càn, bất lợi. Nên có sự hòa hoãn, nhẫn nhịn mới qua được trở ngại. Ngày không nên quyết định các việc lớn về công danh, tài lộc, tình cảm. Mọi việc còn chưa sáng tỏ, nên ngồi yên tại chỗ. Đi xa bất lợi, tài lộc kém. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc mệnh hỏa. Ngày xung của bổn mạng, dù công việc có gấp gáp hoặc trắc trở đến đâu cũng không nên hấp tấp vội vàng. Nên tìm gặp quý nhân hoặc bè bạn cho biết ý kiến. Ngày có khách hoặc có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn. Có sự đáo hạn, đến hẹn thay đổi công việc, di chuyển. Tài lộc trung bình. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc mệnh thổ. Ngày xung của bổn mạng, dù công việc có gấp gáp hoặc trắc trở đến đâu cũng không nên hấp tấp vội vàng, dễ gặp trở ngại rắc rối hoặc có tin buồn không được như ý. Nên tìm gặp quý nhân hoặc bè bạn cho biết ý kiến và giúp đỡ. Tâm tình bất an, đi xa, di chuyển bất lợi. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mệnh mộc. Nên ra đi giải quyết công việc vì mọi việc sẽ trở nên không dễ dàng theo ý mình mong muốn. Đề phòng công việc dở dang, hoặc phải bỏ ngang công việc làm lại. Nên nhẫn nại, có tài lộc nhỏ, hoặc cầm tiền, đồ đạc của người khác nhờ mình chuyển giao. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc mệnh kim. Ngày xung của bổn mạng. Dù công việc có gấp gáp hoặc trắc trở đến đâu cũng không nên hấp tấp vội vàng, dễ gặp trở ngại rắc rối hoặc có tin buồn không được như ý. Nên tìm gặp quý nhân hoặc bè bạn cho biết ý kiến và giúp đỡ. Tâm tình bất an, đi xa, di chuyển gặp trở ngại chút ít. Nếu có sự đi xa, di chuyển, hoặc dù là công việc cũ cũng nên hỏi lại cho chính xác. Con số may mắn, 3, 5. Giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường, đen, vàng. Quý nhân phù trợ Mùi, Tuất, Hợi. Tử vi tuổi Mão. Vận trình có chính quan che chở, chẳng những đường tài lộc khởi sắc mà đường công danh của con giáp này cũng có những tín hiệu đáng mừng. Bản mệnh thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm của mình với công việc, sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân để hoàn thành công việc đúng thời hạn. Lại thêm thái độ chính trực và tinh thần cầu tiến, sẵn sàng đương đầu, bạn được cấp trên tin tưởng và giao cho những nhiệm vụ quan trọng. Bạn không bao giờ phụ lòng tin của mọi người. Ngũ hành xung khắc nhắc nhở bản mệnh nên chú ý điều tiết mối quan hệ với anh chị em trong nhà. Đừng nghĩ rằng người trong nhà thì không cần giữ phép để ăn nói thế nào với họ cũng được. Những lời nói của bạn có thể gây tổn thương sâu sắc cho những người thân thiết nhất. Tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh thủy. Chuyện tình cảm chớ nên tính toán chỉ đưa đến sự chia tay, hoặc phiền lòng mà không nói ra. Việc làm không nên thay đổi nên giữ nguyên tình trạng và hành động một cách bình thường. Sự mong cầu về tiền bạc còn chậm. Có sự hao tốn về tiệc tùng, gặp gỡ, giao thiệp các việc đáo hạn. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh hỏa. Những việc mong chờ đã lâu hoặc đã có dự tính, nay nhận được tin tức không được như ý. Mọi việc vẫn còn chậm chạp, nên thay đổi ý định. Trong nhà hoặc trong công sở có chuyện không vui nhưng cũng không phải là quan trọng. Hao tài. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh thổ. Những việc mong chờ đã lâu hoặc đã có dự tính, nay nhận được tin tức không được như ý. Hoặc có những việc đột biến xảy ra ngoài dự tính. Cuối ngày có sự gặp gỡ hoặc có chuyện vui. Trong nhà hoặc trong công sở có chuyện không vui nhưng cũng không phải là quan trọng. Hao tài về giao thiệp nhưng vẫn có chuyện tốt. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh mộc. Có chuyện phiền lòng nhỏ trong gia đình hoặc trong công sở, bị hàm oan, hiểu lầm. Có tin không tốt cho những chuyện đã chủ tính trong quá khứ.
Mọi việc không nên nóng nảy hay vội vàng quyết định. Hãy chờ đợi vào một ngày khác, và nên chăm chú vào những chuyện hiện tại. Có tin xa của người thân nhưng là tin không tốt. Có tài lộc, quà tặng, chuyện vui. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh kim. Những việc mong chờ đã lâu hoặc đã có dự tính, nay nhận được tin tức không được như ý. Hoặc có những việc đột biến xảy ra ngoài dự tính. Cuối ngày có sự gặp gỡ hoặc có chuyện vui. Trong nhà hoặc trong công sở có chuyện không vui nhưng cũng không phải là quan trọng. Hao tài về giao thiệp nhưng vẫn có chuyện tốt. Con số may mắn, 3, 6. Giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường, đen, xanh dương. Quý nhân phù trợ Tuất, Hợi, Mùi. Tử vi tuổi Thìn. Cục diện thân Thìn nhị hợp xuất hiện trong tử vi thứ 5 của người tuổi Thìn mang đến cho cơ hội mở rộng mối quan hệ thông qua các cuộc gặp gỡ mới mẻ. Điều này chẳng những tốt cho công việc của bạn mà rất có thể còn giúp các bạn độc thân tìm được người tâm đầu ý hợp với mình. Tình cảm đến quá nhanh khiến bạn có phần choáng ngợp và một chút e ngại. Tuy nhiên, hãy cứ thoải mái tìm hiểu nhau từ từ nếu cả hai đều có ấn tượng tốt về đối phương nhé. Có duyên thì ắt sẽ tìm được tiếng nói chung, vô duyên thì cứ coi như một trải nghiệm thú vị. Tuy nhiên, hôm nay không phải là ngày may mắn cho vận trình tài lộc của những chú rồng. Sự cứng nhắc và cố chấp của bạn do tỷ kim gây ra có thể khiến cho bản mệnh mắc phải sai lầm khi dốc tiền đầu tư. Tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh hỏa. Người mặc dù thân mật cũng chớ nên tin cẩn. Gặp người là cũng không nên vồn vã nghe theo dễ gặp điều bất lợi. Ngày hoàn toàn không tốt cho mọi quan hệ giao thiệp tình cảm. Sự mong cầu về tài lộc cũng không nên. Nếu có thì cũng có sự phân chia mích lòng hoặc mình chỉ là người trung gian trong vấn đề tiền bạc và có sự nghi kỵ ngấm ngầm. Dễ hao tài, tin tức không tốt, không nên tranh luận, tranh cãi. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh thổ. Có tin tức ở xa. Mọi việc không nên tranh cãi, hấp tấp và cũng không nên quá tin vào kinh nghiệm tính toán của mình, có sự đảo lộn. Làm gì cũng không nên để mình bị ràng buộc, hoặc phải vướng vào những chuyện không đâu. Đi đến nơi nào cũng không nên ở lâu. Có cuộc đi ngắn hoặc được mời. Có tài lộc. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh mộc. Sự việc không phải là đơn giản, không phải một lần giải quyết hành động mà kết thúc được vấn đề, vì sẽ có những chuyện xảy ra bất ngờ không đúng với ý nghĩ của mình. Tuy nhiên cũng không nên nản chí sẽ có kết quả. Tin tức không tốt hoặc chờ đợi chậm chạp, lâu lắc. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh kim. Nếu có tài lộc cũng phải khó khăn, trắc trở, hoặc phải chi dụng cho những việc cần thiết định kỳ. Có quá nhiều chuyện phải lo âu, tâm tình bất an. Cẩn trọng các việc có liên quan đến pháp luật, hoặc gặp rủi ro, buồn phiền, tang tóc, tai nạn, đau ốm. Mọi việc mong cầu dễ gặp điều bất trắc, cẩn thận về lời ăn tiếng nói đưa đến bất hòa. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh thủy. Nên tránh mọi chuyện tranh cãi, hoặc đương đầu sẽ không có lợi. Sự việc không phải là đơn giản, không phải một lần giải quyết hành động mà kết thúc được vấn đề, vì sẽ có những chuyện xảy ra bất ngờ không đúng với ý nghĩ của mình. Tuy nhiên cũng không nên nản chí sẽ có kết quả. Tin tức không tốt hoặc chờ đợi chậm chạp, lâu lắc. Con số may mắn, 48. Giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ. Màu sắc cát tường, vàng, nâu. Quý nhân phù trợ Tuất, Dậu, Thân. Tử vi tuổi Tỵ. Ngày thứ 5 này, người tuổi Tỵ có thể gặp chuyện buồn trong tình cảm, thậm chí là bị tổn thương sâu sắc trong ngày thân Tỵ tương phá như hôm nay. Có thể là hai người nảy sinh mâu thuẫn dẫn đến chia ly, hôn nhân rạn nứt, gia đạo bất an. Những mâu thuẫn này khó tránh khỏi dẫn đến những hiểu nhầm không đáng có nhưng chỉ cần hai người dành thời gian ngồi lại với nhau để nói chuyện thẳng thắn sẽ tìm ngay được cách giải quyết vấn đề phù hợp. Vì vậy, đừng nên trốn tránh vấn đề bằng cách giữ im lặng. Trái với những chuyện không vui trong tình cảm, thiên ấn trợ mệnh giúp đỡ khá nhiều cho con giáp này trong công việc. Tất cả các vấn đề bất ngờ đều được bạn xử lý gọn gàng khiến không ít người phải ngạc nhiên về năng lực của bạn. Tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh hỏa. Đề phòng có người nói xấu mình hoặc kèn cựa trong công việc, hoặc gặp nhiều sự khó khăn trắc trở. Tuy nhiên đây chỉ là vấn đề bắt buộc phải gặp, đụng chạm. Nên giữ hòa khí, giao hảo, và biết chia sẻ tôn trọng lẫn nhau thì mọi việc sẽ hanh thông. Có cuộc đi ngắn, có quà nhỏ hoặc có tin tốt lành về tình cảm, tiền bạc còn chậm. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh thổ. Nên ra đi giải quyết công việc, hoặc mạnh dạn thay đổi hoàn cảnh công việc hiện tại. Không nên trông chờ vào tình cảm của người mình cần gặp, tự mình phải chứng tỏ khả năng mới có kết quả. Có tin xa, có tài lộc, nhưng dễ hao tốn, chi phí. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh mộc. Đề phòng có người chơi xấu hoặc trái ý với mình. Có tin xa, ngày dễ có sự hao tốn, chi phí.
Nói chung khó có sự việc nào êm xuôi hoặc có sự kết thúc như ý muốn. Nên giới hạn mọi việc, không nên bày vẽ thêm chỉ đem đến chuyện không có lợi. Không nên ngại sự hao tốn, và cũng đừng nên so đo khi mình muốn đạt được mục đích. Tuy nhiên vẫn có quý nhân hoặc có cơ hội tốt trong tương lai. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh kim. Còn đám mây mù che khuất, mọi việc chưa phải là lúc tiến hành vì còn nhiều trở ngại do công việc hoặc người mình mong muốn lại không đến. Nếu có đến lại không đúng như mình đã nghĩ, chờ đợi tin tức còn chậm hoặc không được như ý, ngày có sự tiến thoái lưỡng nan, nên ngồi yên và chờ một dịp khác. Có tài lộc nhỏ, chuyện tình cảm không nên dây dưa không có kết quả. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh thủy. Đề phòng có người chơi xấu hoặc trái ý với mình. Có tin xa, ngày dễ có sự hao tốn, chi phí. Nói chung khó có sự việc nào êm xuôi hoặc có sự kết thúc như ý muốn. Nên giới hạn mọi việc, không nên bày vẽ thêm chỉ đem đến chuyện không có lợi. Không nên ngại sự hao tốn, và cũng đừng nên so đo khi mình muốn đạt được mục đích. Tuy nhiên vẫn có quý nhân hoặc có cơ hội tốt trong tương lai. Con số may mắn, 27. Giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ. Màu sắc cát tường, đỏ cam. Quý nhân phù trợ, dậu, sửu thân. Tử vi tuổi Ngọ. Xem tử vi thứ năm ngày 25 tháng 3 năm 2021 cho thấy, người tuổi Ngọ đang được chính ấn trợ mệnh nên có thể khẳng định vị thế của mình trong công việc. Con giáp này được cấp trên tin tưởng và ưu ái trao thêm nhiều trọng trách. Người tuổi Ngọ nên cố gắng tận dụng cơ hội này để phát huy hết sức mình, thể hiện được năng lực cá nhân cũng như khả năng lãnh đạo của bản thân. Đây sẽ bước tiến lớn của bạn trên con đường sự nghiệp, mở thêm nhiều không gian phát triển trong tương lai. Trong ngày này, vị trí của thai thần ở hướng đông phía trong phòng thai phụ, giường ngủ và nhà bếp. Do đó, bạn không nên dịch chuyển vị trí đồ đạc tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở nơi này. Bởi việc làm đó có thể làm động thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi. Tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc mệnh kim. Việc đến như thế nào thì làm y như vậy, không nên nghe lời bàn tán của người khác, cũng không nên tự mình có sự giải bày chỉ thêm thị phi, tranh cãi. Tài lộc chậm chạp, hoặc chỉ là lời hứa, tin tức. Tất cả sự mong cầu chưa có kết quả, nhưng không nên chán nản. Nói chung là không nên mưu sự chuyện lớn lao, chỉ làm việc bình thường, cũng không nên đi tìm. Tử vi tuổi Bính Ngọ, thuộc mệnh thủy. Sự chờ đợi về tin tức không được như ý, không có kết quả mong muốn. Có trở ngại, rắc rối. Có sự thay đổi hoặc có cuộc đi mà lòng không vui. Có nhiều công việc xảy ra ngoài dự tính, cho nên mưu sự chuyện gì nếu đã có tính trước thì phải có sự đề phòng, hoặc cần phải giới hạn, không nên kéo dài sẽ không tốt. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh hỏa. Nên giới hạn trong việc giao thiệp, vui chơi, dễ hao tài. Nếu là công việc thì không nên chờ đợi mà hãy mạnh dạn thay đổi hoặc thông báo cho người những việc cần giải quyết. Mọi việc đều phải nhanh chóng mới có kết quả. Càng về cuối ngày sự việc sẽ không tốt, hoặc phải kéo dài qua ngày khác. Nên thanh toán những gì đã có sự ước hẹn, dự tính. Có tin xa. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc mệnh thổ. Ngày có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn hoặc có tin tức. Có sự ra đi, di chuyển, nhưng cũng có tin buồn về chuyện này. Mọi việc chưa có thể kết thúc, tiến thoái lưỡng nan. Ngày có nhiều áp lực, trở lực. Tránh mọi sự thị phi, tranh cãi. Cầu tài lộc bất lợi, dễ hao tán. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mệnh mộc. Mọi việc đều phải nhanh chóng mới có kết quả, và cũng không để chuyện tình cảm, gặp gỡ xen lấn. Không nên chờ đợi mà hãy mạnh dạn thay đổi hoặc thông báo cho người những việc cần giải quyết. Càng về cuối ngày sự việc sẽ không tốt, hoặc phải kéo dài qua ngày khác. Nên thanh toán những gì đã có sự ước hẹn, dự tính. Có tin buồn. Con số may mắn, 59. Giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ. Màu sắc cát tường, cam, hồng. Quý nhân phù trợ Tuất, Mão, Dần. Tử vi tuổi Mùi. Ngày thứ năm này, vận trình người tuổi Mùi không mấy suôn sẻ do bị kiếp tài hung thần giáng họa. Những hiểm họa bất ngờ có thể xảy tới bất cứ lúc nào, đòi hỏi bản mệnh phải cẩn trọng và đề cao cảnh giác. Dù là ngày có ngũ hành tương sinh nhưng thổ sinh xuất cho kim khiến chuyện tình cảm của bản mệnh cũng chẳng được suôn sẻ như ý muốn. Bạn đã cho đi mà không màng nhận lại, còn đối phương thì đã quen việc được bạn quan tâm chăm sóc nên không hề để tâm đến cảm nhận của bạn. Điều này khiến bạn cảm thấy chạnh lòng rất nhiều và chẳng còn muốn cố gắng như trước đó nữa. Nếu tình cảm luôn chỉ có sự vun vén từ một phía thì sẽ chẳng thể bền lâu. Hãy thử cho cả hai một khoảng thời gian để kiểm nghiệm tình cảm và suy nghĩ xem có cần bạn trong đời. Biết nắm hãy biết buông, đừng mãi hy sinh mà không có được hạnh phúc cho mình. Tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh kim.
có sự kết thúc hoặc khởi đầu lại cho công việc, có nhiều tin tức thuận lợi cho công việc làm ăn, mọi dự tính đều phải thay đổi cho phù hợp với thực tế. Gia đạo yên vui hoặc gặp được thân nhân, bè bạn tốt lành. Tài lộc trung bình. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh Thủy. Không nên trông chờ hoặc tin cẩn vào những gì mình đã có sự giao hẹn vì có sự chậm trễ hoặc có sự hiểu lầm làm trái ngược lại. Nên nhắn tin để hỏi lại. Có tin xa, nên giữ lời hứa và hoàn thành những gì đã có sự hẹn ước đúng hạn kỳ. Nếu công việc đã kết thúc thì nên xem xét lại để tu bổ, chỉnh sửa. Không nên e ngại sự hao tốn. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh Hỏa. Nên tiến hành những công việc đã có dự tính trước, có khách đến. Không nên trông chờ hoặc tin cẩn vào những gì mình đã có sự giao hẹn vì có sự chậm trễ hoặc có sự hiểu lầm làm trái ngược lại. Nên nhắn tin để hỏi lại. Có tin xa, nếu công việc đã kết thúc thì nên xem xét lại để tu bổ, chỉnh sửa. Không nên e ngại sự hao tốn, trở ngại, nên tiến hành tuần tự giải quyết. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh Thổ. Chuyện tình cảm không nên dính vào việc làm. Nên có sự bàn thảo hội họp về công ăn, chuyện làm, chuyện đi xa, thay đổi kế hoạch làm ăn hoặc thay đổi về nơi ăn trốn ở nhà cửa. Nhận được tin tức của thân nhân, bè bạn ở xa về di chuyển, tin gặp lại người xưa. Tài lộc còn chậm, dễ hao. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh Mộc. Nên tiến hành những công việc đã có dự tính trước. Có khách đến, không nên trông chờ hoặc tin cẩn vào những gì mình đã có sự giao hẹn vì có sự chậm trễ hoặc có sự hiểu lầm làm trái ngược lại. Nên nhắn tin để hỏi lại. Có tin tức ở xa, có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn, nếu công việc đã kết thúc thì nên xem xét lại để tu bổ, chỉnh sửa. Không nên e ngại sự hao tốn, trở ngại, nên tiến hành tuần tự giải quyết. Con số may mắn, 38. Giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường, nâu cam. Quý nhân phù trợ, hợi, mão, ngọ. Tử vi tuổi Thân. Vận trình trong ngày có sự xuất hiện của thực thần, người tuổi Thân sẽ có được nhận phần thưởng xứng đáng với công sức mình đã bỏ ra. Bản mệnh là người thông minh, khôn khéo và lanh trí nên nắm được thời cơ kinh doanh, thế nên chuyện phát tài phát lộc cũng không quá xa vời với con giáp này. Vạn sự khởi đầu nan, những thử thách buổi ban đầu sẽ là bàn đạp để ta tiến bước xa hơn. Với người bi quan thì đó là bất hạnh, nhưng với bạn, tinh thần nhiệt tình và sôi nổi giúp bạn có thêm nhiều dũng khí để khiêu chiến với khó khăn. Cơ hội trời cho không phải lúc nào cũng có sẵn trước mắt, người làm kinh doanh nên tập trung để nhanh chóng nắm bắt. Không phải ai cũng may mắn nhìn thấy được thời cơ trước khi những người khác thấy lợi lao vào. Lợi thế tiên phong đừng để uổng phí. Ngày kim khí vượng, bản mệnh nên chú ý hơn đến các vấn đề về dạ dày và tiêu hóa. Làm việc quá mê say có thể khiến bạn quên ăn quên ngủ, ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe. Tử vi tuổi Giáp Thân thuộc mệnh Thủy. Ngày tuổi của bổn mạng. Không nên tiến hành hoặc giải quyết những việc quan trọng, nên chờ tin khác. Có nhiều sự cản trở rắc rối, và có nhiều tin tức không tốt về công danh, bổn mạng, tài lộc, tình cảm. Gia đạo có chuyện buồn, bất an. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh Hỏa. Ngày tuổi của bổn mạng. Tuy có sự trở ngại chút ít nhưng việc mong cầu sẽ có kết quả. Việc đi lại vận chuyển nên có sự cẩn thận, càng chậm càng tốt. Có tin xa. Tài lộc trung bình, nhưng không nên mưu cầu chuyện lớn, cuối ngày có chuyện vui nhỏ nhưng không nên kéo dài. Tử vi tuổi Mậu Thân, thuộc mệnh Thổ. Ngày tuổi của bổn mạng. Tuy có sự trở ngại chút ít nhưng việc mong cầu sẽ có kết quả. Ngày có nhiều việc thay đổi, đột biến bất ngờ. Việc đi lại vận chuyển nên có sự cẩn thận, càng chậm càng tốt. Có tin xa, tài lộc trung bình, nhưng không nên mưu cầu chuyện lớn. Tử vi tuổi Canh Thân, thuộc mệnh Mộc. Ngày tuổi của bổn mạng. Không phải một lần giải quyết và ra tay hành động mà kết thúc được vấn đề. Tránh mọi sự cãi cọ, xô xát, hoặc vì nóng tánh mà gặp rủi ro mất đi nhiều tình cảm với người khác. Cuối ngày có tin vui hoặc có sự gặp gỡ. Ngày chỉ nên ngồi yên, việc thế nào thì chỉ làm như thế ấy. Tài lộc kém. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh Kim. Ngày tuổi của bổn mạng. Tuy có sự trở ngại chút ít nhưng việc mong cầu sẽ có kết quả. Ngày có nhiều việc thay đổi, đột biến bất ngờ, hoặc có tin cần phải tiến hành hoặc ra đi cấp bách. Có tin tức ở xa. Tài lộc trung bình, nhưng không nên mưu cầu những chuyện lớn. Con số may mắn, 26. Giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ. Màu sắc cát tường, trắng, vàng. Quý nhân phù trợ Tí, Thìn, Dậu. Tử vi tuổi Dậu. Thứ năm này, thương quan độ mệnh nhắc nhở người tuổi Dậu nên tránh những cuộc tranh cãi không cần thiết với người xung quanh để không vướng phải những rắc rối không đáng có.
Đôi khi sự hiếu thắng và tham vọng khiến con giáp này quyết hơn thua cho bằng được. Đây là một thói quen xấu bạn cần sửa đổi càng sớm càng tốt. Vận trình công việc của con giáp này không có nhiều khởi sắc trong hôm nay. Tuy nhiên, mọi chuyện có dấu hiệu đi vào lối mòn, không có gì biến chuyển khiến những chú gà dần mất đi hứng thú làm việc. Tinh thần uể oải khiến cho công việc hoàn thành kém hiệu quả, không được như ý muốn. Tâm trạng giảm sút khiến cho bạn không có nhiều cảm hứng để vun đắp tình cảm lứa đôi. Bạn cũng chẳng thấy hào hứng hay mong đợi những buổi hẹn hò với người ấy nữa. Tình cảm cứ thế nguội lạnh vì thiếu bàn tay chăm sóc vun vén. Tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh thủy. Ngày không nên mưu cầu việc lớn lao, cũng không nên tranh cãi sẽ gặp nhiều rủi ro, buồn phiền, có sự tu bổ, dọn dẹp, sửa chữa đồ đạc, xe cộ, vật dụng, nơi ăn trốn ở. Nếu ngày này là ngày đã có dự tính tiến hành công việc hoặc thay đổi thì nên cẩn trọng và xem xét lại những dự tính của mình còn thiếu sót hay không. Hãy quên chuyện cũ. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh hỏa. Nên mạnh dạn thay đổi hoàn cảnh. Ngày có sự đáo hạn, đến hẹn, định kỳ. Ngày có sự gặp gỡ nhiều người hoặc được nhiều tin tức có liên quan đến tình cảm. Cẩn trọng việc đi lại, di chuyển. Không nên bối rối khi nhận được tin không vừa ý. Nên ra đi hoặc tiến hành những công việc đã có dự tính trước. Có tin buồn về đi lại, chờ mong tin tức. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh thổ. Ngày có sự gặp gỡ nhiều người hoặc được nhiều tin tức có liên quan đến tình cảm. Cẩn trọng trong việc đi lại. Không nên bối rối khi nhận được tin không vừa ý. Ngày có sự đáo hạn, đến hẹn, định kỳ. Nên ra đi hoặc tiến hành những công việc đã có dự tính trước. Có tin buồn về đi lại, di chuyển, chờ mong tin tức. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh mộc. Chớ nên vì lo toan mục đích chung mà có bất hòa về ý tưởng. Có tin về sức khỏe, tình cảm, nơi ăn trốn ở của thân nhân hoặc bè bạn có liên quan đến mình. Tài lộc trung bình, ngày có sự thay đổi về hoàn cảnh công việc cũng như về tình cảm. Nên thực hiện những gì đã có dự tính hoặc có hẹn ở quá khứ. Chuyện tình cảm chớ nên để bị ràng buộc, hiểu lầm. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh kim. Ngày có sự gặp gỡ nhiều người, hoặc được nhiều tin tức có liên quan đến tình cảm. Cẩn trọng trong việc đi lại. Không nên bối rối khi nhận được tin không vừa ý. Ngày có sự đáo hạn, đến hẹn, định kỳ. Nên ra đi hoặc tiến hành những công việc đã có dự tính trước. Có tin buồn về đi lại, chờ mong tin tức chậm chạp, hoặc không được như ý. Con số may mắn, 17. Giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc cát tường, bạc vàng. Quý nhân phù trợ tị, sửu thìn. Tử vi tuổi Tuất. Thân Tuất tương hội mang quý nhân đến giúp người tuổi Tuất nghĩ thông suốt được những vấn đề mà trước đó bạn bị đâm vào ngõ cụt. Lúc này, bạn biết được mình nên làm gì, không nên làm gì để giải quyết những khó khăn trước mắt. Nhờ vậy, con giáp này cũng thoát khỏi tình trạng mệt mỏi, căng thẳng khiến bạn đau đầu những ngày trước đó. Đây cũng là lúc bạn nhìn lại để rút kinh nghiệm cho bản thân để không đi vào vết xe đổ lần nữa. Ngày có ngũ hành thổ sinh kim, tình cảm gia đình trở nên khăng khít hơn dù rõ ràng là thời gian dành cho những người thân yêu của bạn bị hạn hẹp rất nhiều. Gia đình chính là động lực để con giáp này luôn nỗ lực hết mình. Tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh hỏa. Sự mong chờ về tin tức còn chậm hoặc có sự sai hẹn, rời hẹn. Không nên dính líu đến chuyện người khác chỉ đem lại sự phiền lòng. Nếu có được mời dự tiệc, đình đám cũng không nên đi quá xa trong vấn đề tình cảm không tốt. Tài lộc trung bình hoặc có lộc ăn, quà tặng. Ngày thuận lợi cho sự gặp gỡ, bè bạn. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh thổ. Nên bình tĩnh khi phải đương đầu với những khó khăn, trở ngại trong ngày. Ngày có nhiều sự âu lo. Tâm tình bất an, có tin buồn. Sức khỏe không tốt, tiến hành công việc thì phải chịu bôn ba, khó có kết quả như ý, hoặc chỉ là phương pháp chữa cháy. Tốt hơn là nên xem lại các việc cũ, chỉnh đốn lại công việc. Đề phòng rủi ro, nên xin ý kiến của người khác trước khi quyết định. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh mộc. Ngày có nhiều sự âu lo, tâm tình bất an, có tin buồn. Sức khỏe không tốt, tiến hành công việc thì phải chịu bôn ba, khó có kết quả như ý, hoặc chỉ là phương pháp chữa cháy. Không nên e ngại khi nhờ người giúp đỡ hoặc vay mượn. Nên xem lại các việc cũ, chỉnh đốn lại công việc. Đề phòng rủi ro, nên xin ý kiến của người khác trước khi quyết định. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh kim. Dù có hẹn gặp cũng nên cẩn trọng, mọi việc sẽ không phải như mình đã nghĩ. Nếu có tiền bạc thì cũng phải tranh luận, dàn xếp lại. Mọi việc đều không nên tiến hành hoặc giải quyết nhanh chóng sẽ đem đến bất lợi. Ngày có nhiều chuyện gây ra sự bất an rối ren, lo âu từ công việc cho đến tình cảm, sức khỏe. Tâm tình, gia đạo bất an. Mọi việc đều chưa kết thúc.
Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh thủy. Ngày có nhiều sự âu lo, tâm tình bất an, có tin buồn, sức khỏe không tốt, tiến hành công việc thì phải chịu bôn ba, khó có kết quả như ý, hoặc chỉ là phương pháp chữa cháy. Nên bình tĩnh khi phải đương đầu với những khó khăn, trở ngại trong ngày. Tốt hơn là nên xem lại các việc cũ, chỉnh đốn lại công việc. Đề phòng rủi ro, nên xin ý kiến của người khác trước khi quyết định. Con số may mắn, 2, 5. Giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ. Màu sắc cát tường, trắng, nâu. Quý nhân phù trợ thân, dần, ngọ. Tử vi tuổi Hợi. Vận trình thân Hợi tương hại là điềm báo có họa thị phi từ trên trời rơi xuống đầu người tuổi Hợi. Bạn dễ phạm tiểu nhân, bị kích động và tổn thương lòng tự trọng. Những lời đàm tiếu khiến bạn rơi vào trạng thái mông lung, không biết xoay sở ra sao để giải quyết rắc rối. Hãy tỉnh táo nhìn ra nguyên nhân gốc rễ của vấn đề ở đâu vì từ đó bạn mới tháo gỡ được khúc mắc của mình. Nếu mình có sai thì sửa, còn không hãy học cách tảng lờ những kẻ xấu đó đi. Vận tài lộc của con giáp này có dấu hiệu khởi sắc nhờ thiên tài tác động. Người làm công ăn lương có người giới thiệu cho việc làm thêm trong thời gian rảnh. Việc có thêm thu nhập giúp tinh thần bạn thêm phần hứng khởi. Tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh hỏa. Làm việc gì cũng không nên hấp tấp vội vã, dễ gặp rủi ro, kết quả không được như ý. Chuyện tình cảm không nên dây dưa, và cũng nên nhúng tay vào chuyện của người khác đều không tốt, dễ mất uy tín. Có người cần mình giúp đỡ ngoài nhiệm vụ của mình. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh thổ. Có sự thuận lợi trong việc thay đổi phương hướng kế hoạch, tu bổ, sửa chữa, chỉnh đốn, tốt hơn là giữ nguyên tình trạng cũ. Không nên e ngại sự hao tốn về tiền bạc cũng như thời gian, sẽ có kết quả tốt. Chuyện tình cảm không nên hấp tấp cũng như công việc không nên tin vào kinh nghiệm vì có nhiều chuyện xảy ra không đúng với ý nghĩ. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh mộc. Nếu có người đề nghị hoặc giúp đỡ thì nên việc thay đổi phương hướng kế hoạch, tu bổ, sửa chữa, chỉnh đốn, tốt hơn là giữ nguyên tình trạng cũ. Không nên e ngại sự hao tốn về tiền bạc cũng như thời gian, sẽ có kết quả tốt. Chuyện tình cảm không nên hấp tấp cũng như công việc không nên tin vào kinh nghiệm vì có nhiều chuyện xảy ra không đúng với ý nghĩ. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh kim. Chuyện tình cảm không nên để vướng bận sẽ có hại cho những việc khác. Sự mong cầu về công việc, tiền bạc, tin tức, tình cảm không nên nóng nảy, có sự chậm trễ chút ít nhưng vẫn có kết quả. Nên tiến hành công việc. Không nên e ngại khi nhận sự giúp đỡ của người khác. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh thủy. Nếu có người đề nghị hoặc có sự trở ngại thì nên thay đổi phương hướng kế hoạch, tu bổ, sửa chữa, chỉnh đốn, tốt hơn là giữ nguyên tình trạng cũ. Không nên e ngại sự hao tốn về tiền bạc cũng như thời gian, sẽ có kết quả tốt. Chuyện tình cảm không nên hấp tấp cũng như công việc không nên tin vào kinh nghiệm vì có nhiều chuyện xảy ra không đúng với ý nghĩ. Con số may mắn, 4, 7. Giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường, trắng, bạc. Quý nhân phù trợ Tý, Sửu, Mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.